nắng lấp lánh qua hàng mi và nụ cười em vui lung linh trên phố. Trời thì đang nắng, vào đây ta uống trà, vào đây mà uống trà. Uống gì bạn Linh? Để mình chủ quán đâu? Chủ quán đâu? Đây cô đây. Hai cháu uống gì? Đây cô gửi. Sao cả cái quán trà sữa to này lại cho cái bà già ở đây phục vụ đấy không biết? À, hôm nay con cô bận có chút việc nên cô trông quán hộ thôi mà. Cầm vào cho người ta thì phải mở cái menu ra. Đây, hai cháu uống gì chọn đi để cô làm. Cho. Hai cháu uống gì cơ? Biết à? Cho. Hồng trà hay là trà xanh sữa? Khổ quá, người ta đã chỉ vào đây rồi. Cho hồng trà rồi. Rồi, có ngay. Cô đem ra ngay. Nhìn là đã chả muốn uống rồi. Toát hết cả mồi. Thôi, được rồi, Hạ Hỏa nhất chờ nước ra rồi uống. Nhưng mà học cái kịch bản cho anh đi. Học cái gì? Đưa cho em cái son đã đây. Đánh son xong nhá, xong học cho anh cái kịch bản đi. Không đến đâu, mà đạo diễn nó nói anh ấy chết đấy. Chết tươi luôn đấy. Nước đâu rồi? Nước đâu? Khẩn trương đấy. Đây. Đây, cô gửi nước. Đây, nước của cháu đây. Ôi giời ơi. Bà làm cái gì thế hả? Bà có biết bộ đồ của tôi bao tiền không? Cô chẳng may, cô xin lỗi. Cô tay cô bị Parkinson đấy mà. Lỗi lầm cái gì? Ôi, hỏng hết cái bộ đồ rồi. Đây, để cô lấy khăn cô lau. Lau cái gì? Đừng ra đây. Khẩn trương nhá. Đền tiền, không để tôi cho bà lên phường. Ôi, cháu ơi, cháu thông cảm cho cô. Có một chút xíu thôi mà. Cô lỡ tay thôi mà. Làm gì mà to. Chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu cháu ạ. Không có chuyện gì đâu mà. Chỉ là chẳng may tay cô bị run tay rớt một chút nước vào bộ đồ của cô bé này thôi. Cô xin lỗi rồi, không vấn đề gì đâu. Nói cho cô biết, con mụ già này cầm cái cốc nước này ra đây đổ vào người của em tôi. Có biết đây là ai không? Đây là diễn viên Khánh Linh, là người nổi tiếng đấy biết chưa? Thế bây giờ các người muốn như thế nào? Muốn thế nào á? Bồi thường. Bồi thường á? Bao nhiêu? Cái bộ này của tôi ấy, thì ít nhất cũng phải là 50 triệu. Ôi. Cái gì cơ? 50 triệu á? Tôi nhìn là biết nó không được cái giá đấy rồi. Cô nói cái gì cơ? Thì tôi nhìn thấy cái váy này nó chỉ là hàng fake thôi mà. Không phải đôi co nhiều, tóm lại có đền không? Không đền thì tôi cho cả cái quán này lên hai người ly lên phường. Thôi, cháu ơi, cô xin. Cô chẳng may thôi mà. Để cô đền. Thế cháu muốn... Cô... Thôi, cho xong việc đi cháu ạ. Kìa cháu. Này nhá, cháu mấy biết... người. Mấy người đừng có mà quá đáng nhá. Thôi. Chào mọi người nhá, chào tất cả bà con nhá. Hôm nay bầu show minh mận nhá. Đi uống trà sữa đây này, đi cùng diễn viên Khánh Linh đây này. Kìa cháu. Ôi dồi, mình dâu đi. Cháu ơi, người ta ức hiếp ấy. Cháu ơi, cháu ơi này. Cháu nhìn ơi này. Nhìn váy của Khánh Linh này. Úi dồi, người ta đổ hết đồ vào này. Thôi được rồi. Thế này mọi người thạch mặc cái quán trà sữa này nhá. Nhìn thế này. Này nhá. Thôi cháu ơi, cô xin. Đừng livestream như thế. Rồi nó mang tiếng quán của con cô. Đây, thôi các cháu muốn đền bao nhiêu cô đền. Cô xin đền. Đây, cô. Thôi. Cô không việc gì phải làm như thế đâu. Thôi cháu ạ, mình cứ đền cho họ. Có bao tiền nữa xem ạ. Cô chỉ còn có 3 triệu thôi. Mong các cháu thông cảm. Này nhá, các người quá đáng lắm rồi đấy. 3 triệu ý thì cũng chả phải là to. Nhưng mà thôi, nể tình cô, tôi cầm 3 triệu này. Trả đến nước. Thôi, này. Thôi cháu ạ, cứ để họ đi. Cô, sao không thể để yên như thế được? Thôi. Ôi trời ơi. Cô có làm sao không? Không. Không sao đâu. Thông cảm. Tay già cả rồi. Nó bị Parkinson đấy mà. Bị Parkinson.
Thôi, cháu, cô xin. Cháu nhất định không thể để yên cho mấy người này được. Chị ơi, chị vào đây đi ạ. Em mời chị ngồi ạ. Chị ơi, một lát nữa ấy, là anh Coca, anh ấy sẽ xuống đây để casting chị. Thế nên là hôm nay ấy, anh Minh Dâu anh có dặn dò với em rằng là một lát nữa chị phải diễn xuất làm sao đấy nó xuất thần nhá, thật là hay chị ạ, để lấy cái hợp đồng này. Thế nên là chị phải cố gắng nhá. Anh Minh đến rồi kìa. Em chào anh ạ. Chào em. Giới thiệu với anh, đây chính là chị Khánh Linh ạ. Thế thì hôm nay em đã chuẩn bị gì cho phần casting của mình chưa? Em chuẩn bị rồi anh ạ. Thế thì mình thể hiện luôn nhỉ. Mời em. Ông đến đây làm gì? Bao nhiêu năm qua ông bỏ tôi mà đi, bây giờ ông quay lại đây. Ông nói ông là bố tôi. Vậy suốt bao nhiêu năm qua tôi phải làm sao? Ông nghĩ tôi cảm thấy thế nào? Ông nghĩ là tôi cảm thấy thế nào khi mà nhìn người khác có bố mẹ đầy đủ? Ông biết là tôi đau như nào không? Bây giờ tôi phải làm gì? Ông nghĩ bây giờ tôi phải làm gì? Ông nghĩ ông đi gần đấy năm bây giờ quay lại và tôi và ông muốn tôi nhận ông là bố sao? Không đơn giản như vậy đâu. Được rồi, anh sẽ ký hợp đồng với em. Bao lâu nhỉ? Một năm. Anh sẽ ký hợp đồng một năm với em. Em. Dạ. À đây, hợp đồng đây anh ạ. Dạ, anh ký luôn đi ạ. À, đây, chị Linh, chị ký đi ạ. À, dạ, ôi anh Minh Dâu mà biết tin này chắc anh ấy vui lắm đấy ạ. Chúc mừng em nhá. Chào giám đốc trẻ tài năng. Chào dâu. Làm việc miên mài thế. Thế diễn viên của anh đã đến chưa? Diễn viên của anh á? Khánh Linh, vào đây. Em chào anh ạ. Chào em ngồi đi. Thế em đã đọc kịch bản chưa nhỉ? Em đọc 100 lần rồi ạ. Kịch bản của anh em thích lắm. Trời ơi, yên tâm. Gà dưới tay Minh Dâu này nhá. Thì chỉ có mà chuẩn thôi. Ôi chứ, tay có cái gì này? Cái cậu này. Được làm việc với anh là niềm vinh dự của em ạ. Em cứ nói quá. Lát nữa nhá, anh sẽ giới thiệu em với đạo diễn bộ phim lần này. Nhưng mà bây giờ anh phải qua phòng họp một lát. Hai em ngồi đây đợi với anh nhá. Anh quay lại luôn. Cứ việc đi. Công việc mà. Mệt ghê á. Mệt gì mà mệt. Chào. Ôi dồi ôi, ai thế này? Này, đừng có ngồi xuống đây nhá. Cái cỡ bán trà sữa như bà ấy, ngồi xuống đây thì bẩn ghế mất. Mà thôi được rồi. Lại trà sữa. Ôi dồi ôi, nồng nặc mùi lắm. Không khéo tay tôi lại bắt cái chân mất. Thế hôm nay trà sữa của bà ấy ở mấy sao mà lại còn làm chân shipper xếp hàng đến tận đây thế? Mẹ tôi ít tuổi hơn bà ấy mà giờ này đã được ở nhà hưởng phúc rồi cơ đấy. Này cô kia, cô ăn nói cho cẩn thận vào nhá.
Hôm trước ấy, bởi vì nể cô Liên ở đây, thế nên là tôi đã bỏ qua cho cô. Nhưng mà cô đừng mượn đà mà lấn tới nhá. Lại còn được cả cô nữa à? Rảnh rỗi không có việc gì làm, lại đi lo bao đồng. Khôn hồn ấy thì tránh ra, khi mà tôi vẫn còn đang nhỏ nhẹ với cô đấy. Thế nếu mà tôi không tránh thì cô làm được gì tôi nào? Trông mặt thì cũng xinh, diễn xuất thì cũng ok, thế nhưng mà nói chuyện thì lại vô học. Tôi khuyên cô ấy, ở đây cũng có fan hâm mộ, thế nhưng mà cô cũng nên cư xử cho đúng mực vào. Cô bảo ai là vô học cơ? Có hai người mới là vô học đấy. Anh Minh, tống cổ hai người này ra khỏi đây cho em đi. Trời ơi, này, nói cho quý cô với quý bà ở đây nhá. Đây không phải là cái chỗ tầm thường mà để cho hai người ở lại lâu, nó làm ô uế cái không gian này ra. Làm ơn đứng dậy, đi giùm tôi, đi hộ tôi với, đi. Trời ơi, chị dâu hôm nay lại trổ tài diễn xuất cho mọi người xem à? Chị ạ, dự án phim sắp tới ấy, nếu mà có vai gì cứ cho chị dâu làm. Mà mọi người ở đây thân thiện nhỉ? Làm chưa gì đã làm quen với nhau này. Tốt, thế thì tốt. Em giới thiệu với chị luôn. Đây là Khánh Linh, diễn viên chính trong dự án phim sắp tới của chúng ta đấy ạ. Cái gì cơ? Đây là diễn viên chính của bộ phim sắp tới của mình á? Dạ, đúng rồi đấy ạ. Chào cô. À, anh quên, chưa giới thiệu với em. Đây là chị Bi, nhà sản xuất. Còn đây là chị Liên, đạo diễn của dự án phim sắp tới đây. Anh nói gì cơ? Đây là chị đạo diễn và chị sản xuất á? Ừ, đúng rồi. Hóa ra đây là diễn viên chính trong bộ phim sắp tới của mình đấy à? Anh Minh ạ, tôi thấy rằng là diễn viên của công ty anh chào đón chúng tôi rất là nhiệt tình. Tôi không nghĩ rằng là tôi có chỗ đứng ở đây. Có lẽ là tôi là đạo diễn già rồi, lỗi thời rồi. Chết, công ty em thì đâu có dám ý đấy. Chào cô, em chào chị ạ. Không dám, chào cô. Vừa xong em cũng không có ý gì đâu ạ, mong chị với cô đâu cả. Thế sao vừa nãy cô nói to tiếng lắm mà, sao bây giờ lại im lặng thế? Anh Minh ạ, chúng tôi rất tiếc, bộ phim đợt tới chúng tôi cần tìm diễn viên khác. Sao lại vậy ạ? À? Chẳng phải là chúng ta đã thống nhất với nhau là sang tháng tới là sẽ khởi quay. Sao lại hoãn? Anh Kuka, anh làm việc cái kiểu gì đấy? Tôi không cần biết đâu nhá. Nhưng mà gà của tôi đã ký hợp đồng với anh một năm rồi đấy. Cô Khánh Linh ạ, tôi chỉ có một lời khuyên. Diễn viên không chỉ có tài mà cần phải có đạo đức nữa. Cô hãy nhớ đến điều ý. Chuyện này là thế nào ạ, chị Bi? Anh nên hỏi diễn viên yêu quý của anh đi. Tôi cũng chưa biết được là diễn viên của anh đã nổi tiếng hay chưa. Thế nhưng mà ấy, cô ta nên cần học lại cách đối nhân xử thế đấy. Làm một diễn viên ấy thì ít nhất ấy, cô ấy cũng phải học cách đối nhân xử thế. Đừng bao giờ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá bản chất bên trong của người khác nhá. Mình đi thôi cô. Tôi xin lỗi. Chị Bi, cô Liên, chị Bi. Ôi. Hoại công ty của tôi rồi nhá. Cô Linh, ngày mai cô sẽ không phải đến công ty nữa. Còn tất cả hợp đồng của cô tôi sẽ cắt bỏ. Cậu dâu. Mai cô phải đi làm đâu. Tại cô đấy.